Chiến thần thánh y đường tuấn chương 2271 Cứ việc mạnh tay mà làm Được, cứ làm theo cậu nói đi Tôi phụ trợ cho cậu Lúc này, ông qua đột nhiên nói Ông ta nghiêm mặt Tiếp tục nói, nếu phát hiện cậu có điểm sai Tôi sẽ bảo ngừng ngay lập tức Đường tuấn cười nói Nếu ông có thể phát hiện ra Nói xong, anh lại nhìn sang sử thành chủ Hỏi, sử thành chủ cảm thấy thế nào sử thành chủ nhìn ông qua audio điện tử võ tấn bền ông qua hừ lạnh một tiếng nói thành chủ yên tâm có tôi ở đây ông sẽ không nguy hiểm đến tính mạng sử thành chủ gật đầu nói vậy làm phiền ông rồi bắt đầu đi ông qua liếc nhìn đường tuấn sử ái vì chủ động tránh sang một bên nét mặt căng thẳng hơn rất nhiều đường tuấn bắt đầu tập trung mười ngón tay liên kết với nhau Mười luồng pháp ngưng tụ và nén lại, kích thước như một cây kim châm, nhưng cho dù là tính xuyên thấu hay là tính linh hoạt cũng đều hơn kim châm. Ngay cả tu hành giả không giỏi về tu luyện cơ thể, cơ thể cũng sẽ không ngừng phát triển mạnh theo sự nâng cao của tu vi. Kim châm bình thường không thể xuyên qua ra được, chứ đừng nói là đi sâu vào trong huyệt khiếu. Còn kim châm được hình thành từ pháp lực vừa hay có thể thay thế kim châm bình thường. Pháp lực của đường tuấn thâm nhập vào cơ thể sử thành chủ, bỗng chốc xuyên qua ba huyệt đạo sắc mặt sử thành chủ đỏ lên bất thường. Thần môn, địa cơ, lao cung. Ông qua lập tức nhận ra ba huyệt đạo này, lặng lẽ gật đầu, nói thủ pháp ổn định, phù hợp quy củ, có vẻ cũng biết một chút y thuật. Thính hội, lúc này, đường Tuấn đột nhiên nói. Ông qua sướng sờ một lúc, sau đó ông ta nhận ra rằng đường Tuấn đang nói chuyện với mình, lập tức ngưng tụ pháp lực, châm vào huyệt thính hội của sử thành chủ. Tuy có chút chưa quen, nhưng ông qua đã nhanh chóng bình tĩnh lại, phát huy trình độ vốn có của mình, thậm chí trong lòng có chút đắc ý, hừ, lão phu hành y mấy trăm năm, nếu để một tên nhóc như cậu qua mặt, mặt mũi ta còn biết để đi đâu. Tôi phải tăng tốc độ, nếu không pháp lực trong người ông ta sẽ chảy ngược. Đường Tuấn thậm chí không nhìn ông qua, giống như đang nói chuyện với chính mình. Ông qua cười nhạt, nói cứ việc mạnh tay mà làm. Giọng điệu ông ta vô cùng tự tin. Đại trùy. Trong nháy mắt, Đường Tuấn liên tiếp châm xuống ba cây kim châm, lại kêu lên. Thông Thiên. Ngay sau khi ông qua châm kim xong, giọng nói của Đường Tuấn lại vang lên. Ông qua thậm chí không có thời gian để kịp suy nghĩ, lại tiếp tục châm xuống. Chương 2272, cảm ơn cậu đã hướng dẫn. Chốc lát sau, Đường Tuấn lại kêu tên hai huyệt vị nữa. Ông qua vẫn chưa phản ứng theo kịp, chậm hơn một chút. Đường Tuấn khẽ cau mày nói nhỏ, nhanh lên. Vẻ mặt của ông qua đột nhiên trở nên xấu đi. Đường Tuấn đã châm được ba châm, còn ông ta mới một châm, ba hơn một, tốc độ của ông ta không bị kịp đường Tuấn. Nghĩ đến những suy nghĩ trước đây của mình, hai má của ông qua có chút nóng lên. Với tốc độ này, ông ta gần như không thể theo kịp, căn bản không có thời gian để suy nghĩ, chứ dừng nói là tìm ra sai sót của đường Tuấn. Ông qua cảm thấy mình giống như một con rối, bị đường Tuấn điều khiển, ông ta dường như không cần phải suy nghĩ bất cứ điều gì, chỉ cần nghe theo mệnh lệnh của đường Tuấn. 15 phút sau, đường Tuấn cũng hạ một kim cuối cùng. Sử thành chủ phun ra một ngụm máu, sử ái vi vội chạy đến dìu ông ta. Cha, cha cảm thấy thế nào? Sử ái vi hỏi. Sử thành chủ nhắm mắt không nói, tâm trí chìm xuống, pháp lực trong cơ thể xoay vần không ngừng theo suy nghĩ của ông ta, giống như một dòng sông cuồn cuộn ông ta đột nhiên mở mắt ra, lộ ra vẻ không tin nói, vết thương trong người cha hình như đã khỏi được phân nửa rồi, pháp lực quanh quẩn trong người đã bị loại bỏ ra ngoài, tiếp theo chỉ cần điều dưỡng vài ngày là được. Nói xong, ông ta đứng dậy cúi đầu với Đường Tuấn, nói cảm ơn cậu. Đường Tuấn gật đầu. Sử thành chủ nhìn ông qua đang ở bên cạnh, thấy sắc mặt ông qua có chút tái nhợt, quan tâm hỏi, ngày qua, ông không sao chứ? Ông qua vội nói, không sao không sao sử thành chủ, có cậu dược ở đây, chữ ngài đó tôi không dám đảm nhận. Ông ta nhìn đường Tuấn, cũng cúi đầu nói cảm ơn cậu đã hướng dẫn. Đường Tuấn nói tôi không có hướng dẫn, là bản thân ông tự lĩnh ngộ ra thôi. Ông qua lắc đầu nói, nếu không phải hôm nay theo cậu chữa bệnh cho sử thành chủ, tôi muốn tiến bộ, sợ là cũng phải mất mười mấy năm nữa. Tuy rằng khi nãy ông ta giống như một con rối Đường Tuấn bảo ông ta châm ở huyệt nào thì ông ta châm ở huyết nấy. Sau khi chữa bệnh xong, toàn bộ quá trình này đều lưu lại trong đầu ông ta giống như một bức ảnh, ông ta có thể nắm rõ thủ pháp vận châm và sự kiểm soát khí thức của đường hiểu. Từ sau khi trở thành bác sĩ số 1 ở thành Hồng Dương, ông qua không còn cảm giác tiến bộ như thế này nữa. Nhưng khi nãy làm phụ trợ cho đường hiểu, ông ta đã dốc hết toàn lực, vô hình chung có cảm giác nâng cao bản thân. Đường hiểu giống như đã chỉ dẫn cho ông ta một bước tiến bộ mới, để ông ta biết tiếp theo mình nên cố gắng ở phương diện nào. Nếu gặp được cậu dược sớm hơn 10 năm, nói không chừng bây giờ tôi không phải là bác sĩ số 1 ở thành Hồng Dương nữa, mà là số 1 phủ thành rồi. Ông qua không khỏi suy nghĩ. Sử Thành chủ cười nói, xem ra lần này tôi bị thương ngược lại lại trở thành giai thoại. Đường Tuấn nói, Thành chủ, nếu vết thương của ông đã khỏi rồi, vậy cửu âm ngưng hoa thì? Sử Thành chủ nói, tôi nói thì sẽ giữ lời chắc chắn sẽ đưa cửu em m ngưng hoa cho cậu dược đây tối nay phủ thành chủ tôi sẽ tổ chức bữa tiệc mời cậu cùng các đại thế gia trong thành hồng dương đến lúc đó sẽ đích thân đưa cửu em m ngưng hoa tận tay cậu mong là cậu dược sẽ không từ chối đường tuấn do dự một hồi cũng gật đầu đồng ý ông qua cũng cười nói vậy tôi cũng gọi mấy người vệ võ qua đó nếu cậu dược có rảnh thì chỉ điểm giúp bọn họ nếu có thể có được sự hướng dẫn của cậu dược chính là vinh hạnh lớn nhất của bọn họ. chương 2273, thế anh làm sao đăng ký ở thành Hồng Dương? Đường Tuấn nói, chỉ sợ bọn họ không chịu nghe ta chỉ điểm. Ông qua nói, nếu bọn chúng dám nói một chữ không, không cần cậu ra tay, tôi sẽ đích thân dạy dỗ bọn họ. Đám người vừa nói vừa cười, trông rất vui vẻ. Ái vi, cậu dược mới đến thành Hồng Dương, con dẫn cậu ấy đi dạo một vòng đi. Trò chuyện một lúc, Sử Thành chủ đột nhiên nói với Sử Ái Vi. Sử Ái Vi khẽ liếc nhìn Đường Tuấn, rồi ừm một tiếng. Đường Tuấn cũng không tiện từ chối, anh cũng đang định tìm hiểu nơi này một chút. Trước đây ở cùng với mấy người vệ võ, Lữ Tri Huệ, thực chất anh vẫn chưa hiểu được bao nhiêu. Sau khi Đường Tuấn và Sử Ái Vi rời đi, ngọc bài truyền tin của ông qua đột nhiên sáng lên. Thưa thầy, con đưa Lữ sư muội, chắc sư đệ trở về an toàn rồi bây giờ đang ở trong phường, thầy đang ở đâu? Một giọng nói vang lên từ ngọc bài, đó là vệ võ. Ông qua nói con làm rất tốt, đúng rồi, tôi nay trong phủ thành chủ có tiệc, con đưa chi huệ qua đây đi, thầy đưa các con làm quen một vị tiền bối cao nhân. Nếu con có thể được cậu ấy hướng dẫn, thì phải tận dụng cả đời. Vệ võ không khỏi hỏi, tiền bối cao nhân, lẽ nào là bác sĩ số một quý đồng của phủ thành? Ông qua nói, không phải quý đồng, nhưng thầy cảm thấy y thuật của thầy quý đồng còn kém hơn người này một chút. Đến lúc đó con qua đây thì sẽ biết, thầy sẽ giới thiệu cho con. Giọng điệu vệ võ trở nên có chút hưng phấn nói, vâng thưa thầy. Có thể được một bác sĩ còn giỏi hơn cả thầy quý đồng hướng dẫn, cơ hội như thế này người khác có cầu cũng không cầu được. Trong đầu anh ta bất xác hiện lên dáng vẻ của đường hiểu, âm thần nói, hừ, bây giờ y thuật của cậu có giỏi hơn tôi thì làm sao, có một người thầy giỏi mới là quan trọng nhất thầy đã ra mặt, tôi được cao nhân hướng dẫn, cậu được sao? Nghĩ đến đây, Vệ võ Thầm tự đắc. Tại Thành Hồng Dương. Sử Ái Vi dẫn theo Đường Tuấn, vừa đi dạo vừa trò chuyện. Trước đây chưa từng nghe qua danh tiếng của anh, lần này anh xuất hiện là định tham gia thịnh hội 2 năm sau sao? Sử Ái Vi hỏi. Đường Tuấn gật đầu nói, cũng đang có suy nghĩ đó. Sử Ái Vi cười và nói, thế anh dược đã từng đăng ký chưa? Đường Tuấn nói chưa? Sử ái vi mỉm cười nói, thế anh làm sao đăng ký ở thành Hồng Dương? Nếu đường Tuấn trổ tài giành được thứ hạng ở trong thịnh hội đó, thế thì thành Hồng Dương cũng được thơm lây, địa vậy của sử gia càng được nâng cao. Sử ái vi nói, thành Hồng Dương của chúng tôi thuộc phủ thành Bạch Phong, có ba người tham gia thi. Vốn dĩ danh sách ba người đã quyết định rồi, nhưng nếu anh dược đồng ý, tôi có thể làm chủ, nhưng một chỗ trong đó ra. Đường Tuấn suy tính trong lòng, anh cũng hiểu một số quy tắc trong thịnh hội lần này. Trước hết, các thí sinh tham gia phải đăng ký ở các thành phố lớn, có được tư cách sơ tuyển. Những người này phải thống nhất tham gia cuộc thi sơ khảo do ngũ đại tinh vực tổ chức, qua quá trình đào thải sàng lọc một phần, chỉ có 2.000 người mới được tham gia thịnh hội do ngũ đại tinh vực tổ chức. Mỗi tinh vực có 2.000 người, công lại tất cả là 10.000 người, cho nên thịnh hội này mới được gọi là thịnh hội vạn tiên chương 2274, các người biết nhau à? Cho dù như vậy, mỗi thành phố lớn được ba người là rất quý rồi, không biết có bao nhiêu người dành đến nát đầu. Bây giờ sử ái Vi đề xuất chủ động nhường chỗ cho đường Tuấn, rõ ràng là đang lôi kéo. Đường Tuấn do dự, thế này liệu có ổn không? Sử ái vi nói, không sao đâu, với y thuật của anh, có được vị trí trong danh sách cũng là chuyện hợp tình hợp lý mà. Đường Tuấn lúc này mới gật đầu đáp ứng tôi muốn mua một số dược liệu, cô sử có biết hiệu thuốc nào đầy đủ nhất không? Đường Tuấn đột nhiên hỏi. Sử ái vi mỉm cười nói, đương nhiên là biết, tôi đưa anh đến đó. Đôi mắt xinh của cô ta lóe sáng, gò má ửng đỏ, dịu dàng nói, anh gọi tôi là ái vi được rồi. Có một đại tiểu thư nhà thành chủ như sử ái vi dẫn đi, đường Tuấn đã nhanh chóng mua được phần lớn dược liệu cần thiết để tu luyện giai đoạn thứ hai của công pháp châm cứu thần bí, chỉ còn thiếu cửu em mờ ngưng hoa. Trung ương Ngân Hà quả thật rất phồn hoa, rất nhiều nguyên liệu đều tập trung ở trong tòa thành này. Đường Tuấn trong lòng cảm thán. Sau khi mua không biết bao nhiêu loại dược liệu, tiền tiết kiệm của anh đã tiêu gần hết. Nguyên liệu cần thiết cho giai đoạn 2 tiêu tốn gần 500 vạn linh thạch thượng phẩm, giai đoạn 3 há chẳng phải càng khủng khiếp hơn sao. Nghĩ đến đây, đường Tuấn ra đầu có chút tê dại. Lần này, nếu không phải may mắn có được cửu M ngưng hoa từ phủ thành chủ e rằng anh sẽ khuynh ra bại sản mất. Sau khi mua dược liệu, Đường Tuấn và Sử Ái Vi trở về phủ thành chủ. Sử Ái Vi tạm thời có một số việc cần giải quyết, đành phải để Đường Tuấn ở lại trong hoa viên của biệt viện một lát. Tránh có người mạo phạm đường hiểu, Sử Ái Vi còn đặc biệt căn dặn thuộc hạ. Đường Tuấn ngồi đợi một mình trong hoa viên của biệt viện Sử ra. Gia. Giai đoạn thứ hai sẽ mất khoảng một năm, đợi lấy được cửu em mờ ngưng hoa, rồi bắt đầu chuẩn bị thôi. Đường Tuấn suy nghĩ trong lòng, tuy giai đoạn đầu xảy ra không ít việc ngoài ý muốn, nhưng thu hoạch cũng rất khá, cơ hội và nguy hiểm luôn tồn tại song song. Thuật châm cứu thần bí sẽ càng có lực lượng mạnh mẽ hơn, bây giờ đối với anh mà nói, giống như một người sắp chết khát trong sa mạc gặp được nguồn nước. Anh không quan tâm thứ tự trong Thịnh hội Vạn Tiên, mục đích của anh chính là hoàn thiện thuật châm cứu đồng thời tìm được chân tướng trái đất bị phong tỏa năm xưa. Anh là ai? Đúng lúc này một giọng nói đột nhiên vang lên. Đường Tuấn định thần lại rồi nhìn về phía phát ra âm thanh. Người vừa lên tiếng là một thanh niên anh Tuấn, mày kiếm mắt sáng, ngũ quan dung mạo có hơi giống sử thành chủ. Còn bên cạnh anh ta là một nam một nữ khác, chẳng phải ai xa lạ, mà chính là vệ võ và lữ chi huệ. Là cậu. Anh Dược. Vệ võ và lữ chi huệ đồng thời kêu lên. Người thanh niên nhìn vệ võ và lữ chi huệ, hỏi các người biết nhau à? Vệ võ diếu cợt nói, cậu cả, anh ta chính là dược đường mà tôi đã từng nói với anh đấy. Thanh niên anh Tuấn đó thật ra là anh của sử ái vi, sử đào. chương 2275 có gánh nổi hậu quả không? Sử đào nheo mắt lại, trong mắt lóe lên một tia sắc bén, lạnh lùng nói, anh chính là bác sĩ lang băm, suýt chút nữa đã hại chết chi huệ. Đường Tuấn cao mày nhìn vệ võ, vệ võ đúng lúc lộ ra một nụ cười đắc ý. Không cần nghĩ, chắc chắn là vệ võ đảo lộn sự thật. Audio điện tử võ tấn bền Lữ Tri Huệ vội vàng nói, cậu cả, sự việc không phải như vậy. Vệ võ lộ ra một vẻ mặt đau lòng và nói, Lữ Sư muội cô không tin tôi à? Lúc đó cô hôn mê, chân tướng sự việc như thế nào, tôi rõ hơn cô. Nếu không phải tôi có ở đó, cô đã bị tên bác sĩ lang băm này hại chết rồi. Lữ Tri Huệ nghe thấy lời này, khuôn mặt xinh đẹp lộ ra vẻ tức giận nói vệ võ anh lại nói bậy vệ võ càng thêm buồn bực nói lữ sư muội cô lại vì một người ngoài mà đối xử tôi như thế tình nghĩa đồng môn mấy mươi năm của chúng ta lẽ nào không bằng một người ngoài sao lữ chi huệ tức giận đến mức cả người khẽ run lên vừa định nói thì sử đào đã giành nói trước chi huệ loại người này không đáng để em nói thay anh ta em và vệ võ là đồng môn Lần này còn là vệ võ cứu em, em nên cảm ơn anh ta mới phải." Anh ta liếc nhìn Đường Tuấn nói, loại người này cứ giao cho anh xử lý. Nói rồi, anh ta đi tới chỗ Đường Tuấn, chắp tay sau lưng, nói, "Cho anh một lựa chọn, quỳ xuống xin lỗi với vệ võ và chi huệ, chuyện trước đây coi như xóa bỏ." Vệ võ vội vàng nói, "Cậu cả, anh là con trai của thành chủ, tương lai phải kế thừa thành Hồng Dương, là thiên chi kiêu tử thống ngự một thành." Chuyện này để bản thân tôi tự giải quyết được rồi, không dám làm anh phí tâm. Khi nói những lời này, ánh mắt anh ta nhìn Đường Tuấn đầy vẻ khiêu khích, như muốn nói, nhìn thấy chưa, đây là con trai thành chủ, cậu còn không ngoan ngoãn nghe lời. Tiếng của mấy người thu hút sự chú ý của giám hạ nhân ngoài hoa viên, một thị nữ nhanh chóng chạy tới cung kính hành lễ với Sử Đào, sau đó nói cậu cả, đây là khách quý của cô chủ, cậu làm như vậy thì sử đào nhướng mày và nói tôi làm như vậy thì sao tôi làm việc như thế nào cũng phải cần cô chỉ bảo tôi sao anh ta khinh thường liếc nhìn đường tuấn nói khách quý cái quái gì xem ra em gái tôi đã bị anh ta làm mờ mắt rồi người làm anh như tôi phải giúp nó mới được hạ nhân im lặng không dám nói thêm gì nữa lữ tri huệ càng thêm lo lắng muốn ngăn lại giúp đường tuấn nhưng lại bị vệ võ kéo lại Sử Đào nhìn Đường Tuấn nói, anh không nghe tôi nói sao? Quỳ xuống xin lỗi vệ võ, nếu không hôm nay anh sẽ không thể rời khỏi nơi này. Đường Tuấn nhìn Sử Đào nói, anh có biết mình đang làm gì không? Có gánh nổi hậu quả không? Chương 2276, sự việc không phải như thế. Anh cả, các người đang làm gì vậy? Vào lúc này, một tiếng gọi đột nhiên vang lên. Trong nháy mắt, Sử Ái vi xuất hiện giữa Sử Đào và Đường Tuấn. Cô ta đã thay một bộ quần áo khác, chiếc váy dài màu tím ôm lấy cơ thể duyên dáng, toàn thân toát ra một mùi thơm dễ chịu. Thì ra là cô ta đi thay quần áo. Chỉ là khuôn mặt xinh đẹp của Sử Ái vì lúc này đầy vẻ bực bội. Đường Tuấn là bác sĩ đã chữa lành vết thương cho cha cô ta, anh là ân nhân của nhà họ Sử. Hơn nữa, Đường Tuấn cũng đồng ý đăng ký ở thành phố Hồng Dương, với y thuật của Đường Tuấn sử ái vi biết chắc đường tuấn nhất định sẽ vượt qua vòng sơ loại và tham gia thịnh hội vạn tiên ở trung ương ngân hà đến lúc đó cả thành phố hồng dương và nhà họ sử đều sẽ nổi tiếng thậm chí cha cô ta sẽ có cơ hội tiến xa hơn có thể nói vô hình chung đã gửi gắm hy vọng lên người đường tuấn sử ái vi vừa thay quần áo xong thì nhận được thông tin của người hầu vội vàng chạy đến ngay sử đào cong môi nói em gái chuyện này em đừng xen vào Người này xém chút hại chết chi huệ, hôm nay lại tự tiện xông vào nhà họ xử, anh phải dạy dỗ anh ta một trận. Sử ái vi nói, anh dược là do em mời đến, sao lại nói là tự ý xông vào. Còn về chuyện của chi huệ. Đôi mắt đẹp của cô ta đột nhiên nhìn vệ võ, lạnh lùng nói, vệ võ, là anh nói anh dược xém chút hại chết chi huệ, may mà anh ra tay cứu cô ấy. Vệ võ bị sử ái vi nhìn chầm chầm, trong lòng đột nhiên hoảng sợ, ánh mắt né tránh, Hừ, cho dù sử ái vi ra mặt giúp cậu thì làm sao bên tôi cũng có sử đào càng không nói tôi còn có sử thành chủ và thầy của tôi muốn quậy đến mức này tôi xem bọn họ tin tôi hay là tin một tên lang băm không biết từ đâu chui ra như cậu ngoặc kép suy nghĩ nhanh chóng lóe lên trong đầu ánh mắt vệ võ kiên định trở lại lộ ra vẻ dữ tợn nói đúng vậy chính là tên lang băm này nếu không nhờ tôi sư muội của tôi đã bị cậu ta hại chết rồi Sử ái vì cố nén tức giận, nhìn Chi Huệ, hỏi Chi Huệ, cô nói thế nào đây? Lữ Chi Huệ nói, sự việc không phải như thế. Chi Huệ, em còn muốn bao biện cho cậu ta, vệ võ hét lên. Sử ái vi nói, tôi hiểu rồi. Sử đào lên tiếng, nếu em đã hiểu rồi thì mau tránh ra. Sử ái vi thở dài, anh cả, anh lo nghĩ cách làm sao giải thích với cha đi. Sử đào phụt cười một tiếng, nói, lẽ nào cha vì một tên bác sĩ lang băm mà đánh anh sao? Sử đào, con nói ai là bác sĩ lang băm? Đúng lúc này, một giọng nói bình tĩnh và mạnh mẽ vang lên. Giọng nói vừa dứt hai người đàn ông trung niên chậm rãi bước vào hoa viên. Nhìn thấy hai người đàn ông trung niên này, sử đào vội vàng tiến lên nói cha, ông qua. Vệ võ và Lữ Tri Huệ cũng bước lên phía trước, kính cẩn chào sử thành chủ, thầy. Hai người vừa mới đến chính là ông qua và Sử Thành chủ. Sử Đào hơi nhíu mày, nhỏ giọng nói cha, vết thương của cha. Chương 2277, con dám nói lại lần nữa. Sử Thành chủ nói, vết thương của cha đã lành rồi. Sử Đào mỉm cười, anh ta nói với ông qua, không hổ là thầy qua, ông vừa ra tay thì bệnh hay vết thương gì cũng đều khỏi. Ông qua lắc đầu và nói, không phải tôi sử đào sững sờ sử thành chủ lúc này mới hỏi sử đào vừa nãy con nói ai là thầy lang băm vậy sử đào không còn cách nào khác ngoài việc đè nén nghi ngờ của mình chỉ vào đường tuấn tức giận nói là anh ta suýt chút nữa đã hại chết chi huệ em gái còn bảo vệ cho anh ta cha cha phải nói lại cho em nó biết bốp bốp vừa dứt lời sử thành chủ đã tát thẳng vào mặt anh ta hai cái dùng hết sức giọng nói dứt khoát con còn mặt mũi nói em gái sao, đừng nói là đánh con, cha giết chết con cũng được. Sử thành chủ trong mắt đầy tức giận, ông ta nói, nếu không nhờ cậu dược này, cái mạng của cha không biết có còn giữ được hay không. Ông qua gật đầu, nói, vết thương của thành chủ rất là nghiêm trọng. Nếu không nhờ thầy lang băm như cậu dược đây, sợ rằng tôi cũng không bằng lang băm. Sử đào sướng sờ, có chút bối rối, em gái thì cũng thôi, tại sao bây giờ đến cả ông qua và cha anh ta cũng nói giúp cho tên khốn này. Y thuật của anh ta giỏi hơn cả ông qua, không phải chứ? Anh ta xém chút còn hại chết chi huệ, sử đào vô thức nói. Ông qua hừ lạnh một tiếng, đi tới chỗ vệ võ, nói con nói cậu dược suýt chút hại chết chi huệ, là con ra tay cứu chi huệ. Vệ võ hai má khẽ run nói, thưa thầy, con. Con dám nói lại lần nữa, ông qua hét lên toàn thân vệ võ run lên, không dám nói thêm một lời. Bốp bốp, ông qua tát thẳng vào mặt vệ võ, nói sao tôi lại nhận một học trò không biết xấu hổ như vậy chứ, những y thuật đó của con đều là do thầy dạy, còn có bao nhiêu cân lượng tôi không biết sao, nếu ngay cả cậu dược cũng không trị được, còn có thể trị được sao. Sắc mặt vệ võ tái nhợt, trong lòng cảm thấy vô cùng xấu hổ, hổ thẹn, muốn độn thổ cho xong. Còn không mau xin lỗi cậu dược ông qua hét lên. Con cũng vậy, sử thành chủ đá vào sử đào. Xin lỗi, anh Dược, khi nãy là bọn tôi có mắt như mù. Cho dù trong lòng sử đào và vệ võ có không muốn như thế nào, họ cũng chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi mà nuốt vào bụng. Đường Tuấn nhìn hai người bọn họ, không nói gì. Thấy vậy, sử thành chủ vội vàng nói, cậu Dược, nể mặt tôi tha cho sử đào đi. Ông qua lại tát vào mặt vệ võ và nói, quỳ xuống chương 2278 vị trí phường chủ này, vốn dĩ là của anh ta mà. Đường Tuấn nhìn vệ võ nói, con nói lại một câu lang băm thử xem. Vệ võ, không dám. Cậu dược à, bữa tiệc sắp bắt đầu, cậu đừng vì bọn nó mà mất hứng. Lúc này sử thành chủ nói. Đường Tuấn ừng một tiếng, sau đó sử thành chủ dẫn đầu, cùng với sử ái vi, đi đến nơi tổ chức tiệc. Đứng dậy đi, sau khi mấy người đường Tuấn đi xa, ông qua mới nói với vệ võ vẫn còn đang quỳ dưới đất. Vệ võ run rẩy đứng lên, tuy rằng chỉ bị tát ba cái, nhưng ông qua lại chẳng hề nương tay, hai má vệ võ đã sưng lên rất nhiều. Vệ võ trong lòng vừa đau vừa tức, nhưng không làm gì được, chỉ âm thầm nói, nhất định sẽ có ngày tôi trả mối thù này. Chỉ cần đợi được tiền bối cao nhân kia hướng dẫn cho tôi, sau này ai có thành tựu hơn vẫn còn chưa biết được. Ông qua nhìn vệ võ, thở dài nói, vốn dĩ thầy đã nói với cậu Dược, để cậu ấy hướng dẫn y thuật cho con, ai mà ngờ, con lại đối đãi với cậu ấy như thế, bây giờ có muốn cậu Dược hướng dẫn cho con, sợ là không thể được nữa. Âm âm, vệ võ đột nhiên cảm thấy trong đầu mình như có một tia sét đánh ngang, cả kinh nói thầy, cao nhân mà thầy nói chính là cậu Dược đó sao? Ông qua nói, chính là cậu ấy. Ông ta cười khổ nói, uổng công thầy khổ luyện y thuật mấy trăm năm, nào ngợi y thuật của cậu dược ấy còn giỏi hơn cả thầy, đừng nói là làm hướng dẫn cho con, cho dù làm thầy của thầy cũng xứng đáng." Hai chân vệ võ mềm nhũn, trực tiếp ngồi bệt xuống đất. Sau khi biết Đường Tuấn chính là cao nhân mà ông qua đã nói, ý nghĩ trả thù cuối cùng của vệ võ đã hoàn toàn tan vỡ, trong lòng chỉ còn lại sự hối hận sâu sắc. Ông qua cười nhẹ và nói với Lữ Chi Huệ, "Chi Huệ, lần này con làm rất tốt." Có vẻ như cậu Dược có ấn tượng khá tốt với con, đợi lát nữa thầy nói với cậu ấy một tiếng, xem có thể hướng dẫn y thuật cho con không. Thiên phú của con cũng không tệ, nếu nhờ cậu Dược hướng dẫn, chắc chắn có thể tiến bộ thêm một bậc. Qua vài năm nữa, thầy phải từ chức phường chủ Thiên Nguyên phường, ẩn tu nghiên cứu y thuật, đến lúc đó Thiên Nguyên phường phải nhờ vào các con rồi. Lữ Trì Huệ được khen mà cảm thấy ngạc nhiên, khuôn mặt xinh đẹp không khỏi lộ ra vẻ phấn khích. Ý của ông qua đã quá rõ ràng rồi nếu y thuật của cô ta đạt đến trình độ nhất định trong tương lai, sẽ để cô ta tiếp quản thiên nguyên phường. Trước kia cô ta còn không dám nghĩ đến chuyện này, không ngờ bây giờ lại xảy ra thật. Vệ võ càng xứng sờ tại chỗ, hai tay bỗng chốc siết chặt. Vị trí phường chủ này, vốn dĩ là của anh ta mà. Chi Huệ, chúng ta đi thôi. Phó vệ, còn không cần tham gia yến hội nữa, quay về mà từ từ suy nghĩ lại đi. Nói xong, Ông qua đưa Lữ Chi Huệ đến sảnh tiệc, bỏ lại võ vệ vẫn còn đang đứng thất thần ở trong hoa viên. Bữa tiệc bắt đầu có sự thành chủ và thầy qua đi cùng, Đường Tuấn dường như đã trở thành nhân vật chính của bữa tiệc. Một số thế gia ở thành phố Hồng Dương ban đầu không quan tâm lắm đến Đường Tuấn, nhưng khi ông qua vô tình nói một câu, cậu Dược có thể làm thầy của tôi, thì những thế gia đó đã hoàn toàn sướng sờ, dần lại sự khinh bỉ trong lòng mình. Cậu Dược đại diện thành phố Hồng Dương tham gia vòng thi sơ khảo, thành phố Hồng Dương ta nhất định có thể vang danh khắp chu tước tinh vực. He he, cậu dược có thiên phú như thế, tương lai chắc sẽ là cổ thần y thứ hai. Người của mấy thế gia cùng nhau tâng bốc đường tuấn, những gia chủ của mấy thế gia này dường như đều là tu sĩ hóa thần cảnh, nhưng lúc này đều đã buông bỏ sỉ diện. Nên biết tu vi càng cao thâm, một khi bị thương hoặc lúc tu luyện xảy ra sai sót thì sẽ càng khó điều trị, và lúc này cần một người thầy tốt mới là quan trọng hơn cả. Ai dám đảm bảo trong quá trình tu hành của bản thân không xảy ra một chút sai sót nào chứ? chương 2279 tôi có được nó trong một lần thám hiểm. Sau bữa tiệc, Sử Thành Chủ, ông qua và Đường Tuấn đến biệt viện của Phủ Thành Chủ. Trong thịnh hội vạn tiên lần trước, ba thí sinh tham gia của thành phố Hồng Dương đều bị loại ngay từ vòng sơ khảo. Lần này có cậu dược ra mặt, chắc chắn sẽ khiến cho bọn họ kinh ngạc một phen. Sử Thành Chủ nói với một giọng nồng nhiệt, ông ta lấy ra một cái hộp gỗ, đưa cho Đường Tuấn, nói, đây là cửu em mờ ngưng hoa, cậu dược cứ nhận lấy đi. Đường Tuấn nhận lấy cái hộp. Đường Tuấn mở hộp, một luồng khí tức sinh mệnh mạnh mẽ thoát ra. Trong hộp gỗ, đặt một nhành cây trắng khiết như ngọc, nhành cây to chỉ bằng một cánh tay em bé, dài khoảng nửa trường. Một cây cửu em mờ ngưng hoa cần phải mất 10.000 năm mới phát triển, mặc dù có rất nhiều nhánh, nhưng những cây cửu em m ngưng hoa thật sự thì sẽ không có quá năm nhánh cành này chứa một phần năm nguyên khí sinh mệnh của cửu em m ngưng hoa thậm chí còn có công hiệu bồi dưỡng linh hồn sử thành chủ nhìn cửu em m ngưng hoa chậm rãi nói cửu em m ngưng hoa này có thể nói là một trong những bảo vật quý giá nhất của sử thành chủ nếu lần này không phải do vết thương của ông ta quá nghiêm trọng vốn dĩ ông ta sẽ không lấy nó ra trong mắt ông qua lóe lên một tia ngưỡng mộ Đường Tuấn chân thành cảm ơn ông qua chuyện ông đề nghị trước đây e là tôi không thể giúp ông được rồi. Lúc này, Sử Thành chủ đột nhiên nói. Nét mặt ông qua có hơi sững sờ, lập tức giải thích nói tôi vẫn chưa trị khỏi vết thương cho Thành chủ, đương nhiên không thể để Thành chủ ra mặt vì tôi. Hơn nữa Phi Tinh viện cũng không phải là thế lực tầm thường, tôi cũng không muốn liên lụy Thành chủ. Nếu không được, tôi sẽ giao ẩn Thần Kính ra. Nói xong vẻ mặt ông qua có hơi buồn bã. nghe vậy, đường tuấn cất cửu em mờ ngưng hoa đi, hỏi chuyện gì vậy? ông qua không khỏi do dự, sử thành chủ nói, ông qua, ông nói với cậu dược một tiếng đi. ông qua thở dài, lật lòng bàn tay, lấy ra một chiếc gương cổ, nói, đều là vì uẩn thần kính này. đường tuấn ánh mắt rơi vào trên gương. chiếc gương cổ có kích thước bằng lòng bàn tay, khung hình tròn. đường tuấn nhìn mình trong gương chỉ đảo mắt nhìn vài cái, trong lòng dao động, dường như đang trầm mê vào trong đó. Hửm! Đường Tuấn khẽ cao mày, nhanh chóng thu hồi ánh mắt, chỉ có như vậy mới thoát khỏi cảm giác đó. Chiếc gương này, Đường Tuấn hỏi. Ông qua nói, chiếc gương này có tên là Uẩn Thần Kính, tôi có được nó trong một lần thám hiểm. Trường 2280, đúng là hiếp người quá đáng. Đường Tuấn bây giờ đang là hóa thần cảnh sơ kỳ, và chỉ còn một bước nữa là đến hóa thần cảnh trung kỳ. Cho dù không chuyên môn về tu luyện linh hồn, nhưng cũng không phải binh khí bình thường có thể làm tổn thương được. Còn khi nãy anh chỉ vừa nhìn vào chiếc gương đó, thì suýt chút đã bị trầm mê vào đó, mất hồn trong phút chốc. Nếu như đang ở trong trận chiến, thì đó sẽ là đòn chí mạng. Ông qua gật đầu giải thích, chiếc gương cổ này không chỉ có thể làm tổn thương linh hồn, mà còn có thể nuôi dưỡng linh hồn y thuật của tôi có thể đạt được thành tựu như hôm nay, cũng có một nửa công lao của nó. Nét mặt ông ta dường như lộ ra một chút buồn bã, ông ta nói, chỉ là qua mấy nữa, chiếc gương này sẽ không còn thuộc về tôi. Là sao? Đường Tuấn Cao mày hỏi, chẳng lẽ có người muốn cướp chiếc gương này à? Ông qua cười khổ nói, là phi tinh viện của Phủ Thành Bạch Phong. Không biết từ đâu mà họ có được tin tức về chiếc gương ẩn thần kính này, khoảng thời gian trước đây truyền tin cho tôi, bảo tôi giao ẩn thần kính ra, thậm chí lấy thiên nguyên phường giao uy hiếp tôi. Đương nhiên tôi không đồng ý, nhưng tôi không ngờ phi tinh viên lại vô sỉ như vậy, lại ra tay với mấy người chi huệ. Đường Tuấn nói, ông là đang nói đám cướp kia là do phi tinh viện mời tới sao? Ánh mắt ông qua lóe lên một tia sắc bén, nói, ngoài nguyên nhân này thì tôi không nghĩ ra nguyên nhân nào khác cả. Qua thiên hòa tôi hành y bao nhiêu năm, cũng có chút danh tiếng, trong phạm vi thành Hồng Dương không ai dám động đến học trò của tôi. Ông ta vừa nói xong, sắc mặt đột nhiên thay đổi, lấy ngọc bài truyền tin ra. Một tia sáng yếu ớt lóe lên trên ngọc bài truyền tin, sau đó một giọng nói kiêu ngạo vang lên, qua thiên hòa, không ngờ mấy học trò của ông lại mạng lớn như thế, vậy mà cũng không chết nổi. Cho ông một cơ hội nữa, giao ẩn thần kính ra, đồng thời dâng lên 100 vạn linh thạch, tôi sẽ xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Qua thiên hòa nổi gân xanh đầy mặt, hiển nhiên là ông ta đã tức giận đến cực điểm, nghiêm mặt nói, đừng có mơ. Giọng nói kiêu ngạo đó mỉm cười nói, tôi biết là ông sẽ từ chối, lần này tôi tìm ông là muốn thông báo với ông một tiếng, không phải ta cần uẩn thần kính, là vật mà cậu chủ hạ Nam Phi chỉ định, qua mấy ngày nữa em gái của cậu ấy sẽ đến thành Hồng Dương, đến lúc đó tôi xem ông còn có thể giữ được uẩn thần kính nữa không. Nói xong, bên kia trực tiếp kết thúc cuộc nói chuyện. Rắc. Qua Thiên Hòa bóp nát ngọc bài truyền tin, tức giận nói: đúng là hiếp người quá đáng. Sử Thành chủ thở dài, nói: ông qua, lần này, hay là ông nhận lời đi. Phi Tinh Viện là phái tu hành số 1 ở phủ thành, Hạ Nam Phi còn là học trò số 1 trong Phi Tinh Viện. Hơn nữa, chắc ông cũng biết, Hạ Nam Phi ngoài trừ là đại sư huynh ở Phi Tinh Viện ra, còn là học trò của thầy quý đồng. Hai thân phận này, không phải một người bình thường ở Thiên Nguyên Phường như ông có thể chống lại được. Qua Thiên Hòa trầm giọng nói, "Tất nhiên là tôi biết chuyện này, chỉ là tôi nhịn không nổi cục tức này thôi." Với thân phận của Hạ Nam Phi, nếu thật sự cần Uẩn Thần Kính, mở miệng mượn tôi là được, tôi nhất định sẽ cho. Nhưng thái độ này của cậu ta thực sự khiến tôi rất chán ghét. Tôi không cam tâm để Uẩn Thần Kính rơi vào tay cậu ta. Sử Thành chủ không nói nữa, mặc dù Thiên Nguyên Phường là một phái lớn ở thành phố Hồng Dương, nhưng vẫn còn kém xa so với Phi Tinh Viện ở phủ Bạch Phong chuyện này tạm thời cho qua đi, còn về chuyện uẩn thần kính, ông qua cũng không nhắc tới nữa. Nhưng nét u sầu dự ấn đường của ông ta lại lúc một rõ thêm. Thời gian này, đường Tuấn nhận lời mời của ông qua đến Thiên Nguyên Phường để hướng dẫn y thuật cho học trò của ông ta. Trong một căn phòng yên tĩnh ở Thiên Nguyên Phường. Audio điện tử võ tấn bền. Hết chương 2280.